Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh hai cô nàng đang hát karaoke nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào. Giờ mình sẽ lấy màu vàng trong phần tóc. Mình sẽ đặt màu này đi.